Trời ơi. Thầy kết lên áo gì đó. Quên cái áo. Quên rồi, cái này được. Xe ra giáp được không? Quên. Luna. Quên sao? Thôi để châu quá, tiếng trắng rồi. Để tối em mang luôn mẹ. Tối em mang được luôn. Sao nè, em giữ hàng lộ sẽ thấy sao. Lâu rồi không giữ lại, giữ lại chị lộ cho hai cây vàng. Trời đất ơi. Quên. Chị Lộ mới bán cái đoàn ở Sài Gòn á, chị Lộ cho em hai cái vàng. Con quỷ, nói hùng nó điên. Mày có một phần ở trong đó. Nói hùng nó điên. Dữ quá à. Bán cho em Ly một sự chanh dây. Mọi người ơi, sao mọi em người biết sao không? Biết sao đoàn Sài Gòn ở trên Sài Gòn mình ngưng diễn một thời gian không? Để chị lại comeback, để em diễn lại. Để chị lại. Chị lại nhắn với em là hả? Đoàn diễn lại là chị lại diễn lại nha. Cho nên là chị gửi cái clip này cho chị lại giùm em. Rồi, chị nhắn. Tại vì tối qua em coi lại mấy cái clip chị lại diễn á. Em cười muốn chết đi sống lại. Con nhìn thấy quen. Tối qua em coi mấy cái clip chị lại diễn á, em cười. Em cười mà em. Để lấy cái em coi lấy cái. Em cười mà quặn ruột luôn á. Coi mấy clip chị lại diễn qua, em coi. Em cười muốn quặn ruột luôn. Chỉ là coi lại clip cũ của chị lại diễn á. Cho nên là cái clip này tới tay chị lại là chị lại không có được phụ lòng các quý vị khán giả mong chờ chị lại. Gửi với chị lại giùm em. Còn đi diễn là cái danh hài bây giờ đâu có đâu. Chửi. Rồi bây giờ hỏi cái vụ điện thoại mới rửa chưa? Thấy hỏi. Trời ơi mọi người ơi. Trên Văn Lậu mới mua điện thoại mới nè. Thật sự là em không có mua rồi. Với sao? Cái điện thoại đó là sao? Em được. Đây là trao tặng. Trao tặng dịp 8 tháng 3. Trời ơi. Chứ đâu có đâu, trời ơi, em tiền đâu mà mua điện thoại mới. Tại vì mọi người thấy em đăng Facebook á, mà em khóc, em gào dữ quá. Cho nên là người ta thấy thương. Dạ, nên là mỗi người góp chút. Để xem có được một chiếc điện thoại mới. Tại vì chiếc điện thoại cũ của em nó cũng bị bể camera rồi. Cho nên là thay cũng mắc tiền. Mà lấy cái đó đổi cái mới thì nó cũng nhiêu đó tiền á, cho nên là cái mới luôn. Em được tặng cái mới luôn. Chúc mừng em có điện thoại mới. Mọi người đây là team đang chuẩn bị đi Bình Dương. Hôm nay có sự xuất hiện của Thí Thinh Dân Lậu nè. Có nữ hoàng quay lồng cầu Luna nè. Có Thanh Huy. Có lộ một nghệ sĩ mới. Nghệ sĩ mới, đi đang quay giờ. Nghệ sĩ mới. Thấy chưa? Sẽ xuất hiện cửa Ung Cơn. Đây. Hành trình. Đó. Này có Thanh Huy nè, Dân Lậu nè. Có Lung Huy. Ờ, có Luna nè, thấy chưa? Quá trời sự xuất hiện. Ủa ai đi ta? Em đi xe hơi thì em lại nói nguy hiểm. Em an toàn chứ không? Trời đất ơi. Ông đây mọi người vừa đã tới Bình Dương rồi. Em thấy gì Bình Dương? Hello mọi người, đi đến đây chơi cái lô tô. Hôm nay chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều cô thị màu. Trời đất ơi. Không có chở đâu nghe, đừng có đi xe chung nè. Chị mới nói sao đi xe hơi mà đội nó có hiểm kìa. Trời đừng nói đi tối đi chung nghe. Trời đất ơi. Chị Nhung mới thấy là ăn rồi, chị ơi ăn cái gì vậy? Đi tì không? Cứ như mẹ con tâm. Gạo lứt hả chị? Trong lành có âm lòng em có hả? Đó, thấy chưa? Người ta biết bài này chưa? Được thầy hay. Đó hả? Mọi người ơi, có ăn như cái bông ta cánh nền. Bán bánh mì. Ăn. Bán. Úc đây. Mọi người thấy chưa? Đây là sân khấu
nhà thiếu nhi Bình Dương. Mình đi khám phá đi, mình đi khám phá nhà thiếu nhi đi. Đây là nhà thiếu nhi, mình sẽ có gì trong này. Nhà thiếu nhi Bình Dương nha mọi người. Mình ở trong này, khu vui chơi gì trong này không? Coi trong này có nhà cánh tiên gì không? À đây là khu vệ sinh, nhà vệ sinh. Đây là khu vui chơi gì đó. Mình đi khám phá đi. Khá nhà vệ sinh. Ở dưới đây có hồ bơi. Đây có hồ bơi mọi người ơi. Hồ bơi. Có hồ bơi nè. Hồ bơi đi ra lại. Đi ra lại đi. Đi ra lại ngoài cổng là bên sân khấu của Sài Gòn Thanh Thời. Một phía trong này là khu vực của nhà thiếu nhi rồi. À, mình đã đi tuốt ở trong cùng đó là hồ bơi của mấy bé. Giờ mình đi ra lại nha. Đi ra ngoài cổng phía sân khấu. Mọi người vừa mới đi qua khỏi cổng thôi là sẽ thấy sân khấu liền. Đi một vòng thấy bên kia là ảnh ghi danh rồi đó, bên kia là chắc là căng tin rồi đó. Ở đây là có ha, có trò chơi nè, trò thiếu nhi nè. Trò chơi buổi tối mới chơi chắc. Buổi tối mới mở ra chơi. Chơi đó là trò chơi cảm giác mạnh nè. Đây là xe lửa. Hùng Cường cũng đi khám phá. Hồng Cường cũng đi khám phá đó. Đây là có xích đu nè, có cầu tuột một bên. Có leo núi. Mọi người thấy chưa, đã sân khấu nè. Đây là hội bà Tám nha. Hội bà Tám đang nói gì đây? Rồi, Cẩm Nhung đang lại. Trời ơi. Trời ơi, quá giờ giỏi luôn, quá chở đá rồi, lạnh quá trời lạnh rồi.
chết công việc này. Cảm giác không em? Cảm giác giống ở thế giới băng giá chưa? Chết công việc này em. Ôi ướt hết cái áo luôn rồi kìa. Trời ơi, quá giỏi rồi, chở một mình bốn bao đá. Tụi là bán nước nha mọi người, gian hàng nước gần sân khấu luôn. À, team hậu cần đang quét dọn sân khấu. Kia là Nhung. Mọi người đến sớm chuẩn bị sửa soạn cho show diễn tối nay nên nè. Mọi người ơi, ai ở gần Bình Dương nè, mình đến chơi với đoàn nha. Địa chỉ là 591 Đại lộ Bình Dương, ở nhà thiếu nhi Bình Dương nha mọi người. Đó. Yeah. Ôi. Mọi người nghe giọng ai chưa? Luna đó. Giọng Luna đó. Có sự xuất hiện của nữ hoàng cờ bạc rồi. Này, nữ hoàng cờ bạc đã tới. Ủa? Râu mập. Ẩn đi gì xuống? Sao đen bà mà dấu râu là sao vậy trời? Không, cái này là phải nhổ đâu mà là làm dịch. Hả? Lội làm dịch. Nhổ râu dịch. Trời ơi, biết gì mà là sao? Bữa nay là ngày đầu tiên ẩn xuống dưới Bình Dương rồi mọi người, biết có mương ta. Trời đất ơi, trời đất ơi. Nó lại cho người kia nghe đi. Lại cho người kia nghe kìa. Thôi đó, lần này nói là ai mất linh. Có. Mẹ ơi chưa tiền. Nè, bây giờ là trời đang rất nắng nha. Mà lại nói có nè. Lát nữa mà có dấu hiệu gì là cái biển của em linh lắm rồi đó nha. Em thấy là trời nó không có được trời quay mây tạnh lắm đâu. Nó cũng hơi âm u đó. Trời đất ơi. Hương quả nè. Lấy giùm cho em không? Đi em. Lấy giùm cho em đúng không? Nó đang chạy lên đó em yên tâm. Đi để lấy cái đó đi nó lấy. Tao lại mày cho tao làm xong cái mặt. Lấy người ta ở dưới. Anh ơi con.